Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 5 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tam Dương lấy ý kiến tham gia và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở 2 Học viện Cảnh sát Nhân dân. Sông Đô sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Lập Thạch chủ động phòng chống hạn cục bộ. Ngày 2 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở 2 Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an. Dự hội nghị có lãnh đạo Học viện Cảnh sát Nhân dân, lãnh đạo huyện Tam Dương. Cơ sở 2 Học viện Cảnh sát Nhân dân có tổng diện tích là hơn 101 hectare tại các xã Thanh Vân, Hướng Đạo, Đạo Tú, Kiềm Long. Theo thiết kế, cơ sở 2 Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ đảm bảo yêu cầu giáo dục đào tạo nghiên cứu cho 9.000 học viên và 870 cán bộ giáo viên. Cơ sở 2 Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ có các khu chức năng như nhà học tập và các cơ sở làm việc, nghiên cứu, thực hành và nghiệp vụ, khu ký túc xá học viện, khu nhà công vụ, doanh trại dành cho cán bộ giáo viên và khách, khu thể dục thể thao và rèn luyện thể chất, thao trường, khu huấn luyện các tình huống nghiệp vụ cảnh sát, khu đào tạo lái xe và các công trình phụ trợ phục vụ cho sinh hoạt. Học viện Cảnh sát Nhân dân khu vực 2 là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao bậc đại học và bồi dưỡng nâng cao đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của lực lượng công an nhân dân, là đơn vị chủ lực trong nghiên cứu tổng kết, xây dựng và phát triển lý luận công an. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sông Lô vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 6 tháng đầu năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến các xã thị trấn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vận dụng sáng tạo nghị quyết của cấp ủy, tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và phối hợp các cấp các ngành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đi vào cuộc sống, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Sông Lô chung sức xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được chú trọng, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy hiệu quả thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của huyện Sông Lô. Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch MERS-CoV cho đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn huyện, cũng như kiến thức phòng chống dịch để từ đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sẵn sàng phòng chống dịch tại địa phương, Trung tâm Y tế huyện Tam Dương đã tổ chức lớp tập huấn công tác giám sát phòng chống dịch MERS-CoV cho trên 60 đồng chí là cán bộ trạm y tế 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện và cán bộ Trung tâm Y tế huyện. Các học viên được truyền đạt một số nội dung cơ bản gồm tình hình hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do virus corona MERS-CoV và hoạt động phòng chống dịch tại Việt Nam, triệu chứng lâm sàng, hướng chẩn đoán và điều trị MERS-CoV, đồng thời được hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong các cơ sở y tế như găng tay, khẩu trang, kính, tấm che mặt, áo choàng. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch số 61 của Trung tâm Y tế huyện Tam Dương về phòng chống hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do virus corona MERS-CoV trên địa bàn huyện Tam Dương. Nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ hội viên về luật giao thông đường bộ, trên cơ sở đó, mỗi cán bộ hội viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Phiên, huyện Tam Dương đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức luật giao thông đường bộ cho 60 học viên là thành viên của mô hình gia đình cán bộ hội viên đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông xã Duy Phiên. Các học viên được nghe tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, nội dung một số văn bản liên quan đến các mức xử phạt khi vi phạm luật giao thông đường bộ, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong công tác tham gia đảm bảo an toàn giao thông, thông báo tới các học viên về thực trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam và trên thế giới trong 6 tháng đầu năm 2015. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Tam Dương phối hợp Ban chỉ đạo Quỹ vì người nghèo huyện tổ chức chương trình hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản cho 10 hộ nghèo có người tàn tật trên địa bàn hai xã Hoàng Đan và Hoàng Hoa.
Mỗi hộ được trao 6 triệu đồng, số tiền nhằm hỗ trợ các hộ gia đình mua nuôi bò sinh sản, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Dự án nuôi bò sinh sản được thực hiện trong 3 năm tính từ ngày được nhận hỗ trợ. Các hộ gia đình được thụ hưởng dự án không phải chi trả lãi suất và phải hoàn trả số tiền sau 3 năm để chuyển hỗ trợ cho hộ gia đình khác trên địa bàn xã. Đây là chương trình góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tại xã Tam Hồng, Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1996, trú quán tại thôn Man Đề, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, 17h30 phút ngày 30 tháng 1 năm 2015, Nguyễn Ngọc Thanh đến nhà Phạm Văn Quảng ở cùng thôn ăn cưới. Vào khoảng 20 giờ cùng ngày, Thanh đã lợi dụng sơ hở lấy trộm xe mô tô Dream biển kiểm soát 88F1-14112 của anh Phạm Văn Cường và đi xe đến gửi tại nhà ông nội của Thanh ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương. Mất xe, anh Cường đến công an huyện Yên Lạc trình báo. Mặc dù đã trả xe cho anh Cường, song với tính chất và các tình tiết của vụ án, Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc áp dụng khoản 1 điều 138 và khoản 1 khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thanh 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Nắng nóng kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Để chủ động phòng chống hạn hán cục bộ, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Lập Thạch đã chủ động triển khai công tác bơm tưới đến 100% các trạm thủy nông cơ sở. Vụ mùa năm nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Lập Thạch đảm bảo tưới tiêu cho hơn 3.000 hecta của hai huyện Lập Thạch và Sông Lô. Để hạn chế những diện tích thiếu nước, ngay sau khi nhân dân tổ chức gieo cấy xong, công ty đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành và các thôn dân cư thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm những thửa ruộng đã cạn nước để bổ sung kịp thời nước tưới, nhất là những khu đồng có diện tích nhỏ lẻ ở những dốc cao phải bơm từ 3 đến 4 chuyền. Công ty cũng đã chủ động chỉ đạo các trạm thủy lợi cơ sở tổ chức nạo vét các cửa cống làm thủy lợi nội đồng, cho hoạt động 100% hệ thống trạm bơm điện và hồ đập, tăng cường các trạm bơm dã chiến ở những xã khó khăn về nguồn nước và vùng tưới như Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình, Tử Du. Tưới bây giờ là quá sức kịp thời. Thực ra mà nói là với cái diện tích vừa mới chớm hạn thôi. Đấy, một số cái diện tích là mới bắt đầu chớm hạn, còn một cái số diện tích ở cái chân trũng là bây giờ là vẫn còn sắp sắp nước. Mà có một số diện tích là người ta vừa mới cấy xong 2-3 ngày. Mình bơm bây giờ là coi như rất là kịp thời. Ngoài đảm bảo việc bơm tưới theo kế hoạch, công ty đã tăng cường theo dõi tình hình thời tiết và thường xuyên kiểm tra, rà soát các sư đồng của các địa phương nhằm chủ động bơm tưới kịp thời những nơi thiếu nước, đồng thời vận động bà con nông dân ra lấy nước kịp thời, tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí nước. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.